ăn thịt chuột độc. Khát quá. Mấy hôm nay thời tiết khắc nghiệt, sông suối cũng cạn cả rồi, chả còn nước mà uống. Kia rồi. Chà, đã quá. Anh Quạ, khát quá. Anh có biết chỗ nào có nước uống không? Chỉ cho tôi với. Khát quá. Ôi, nước. Đau quá. Sao? Anh sao thế? Lại còn hỏi nước tại cái vũng nước ấy đấy. Ui da, đau bụng quá. Ui da, anh vừa uống nước ở đây phải không? Tôi đau bụng quá. Nước này nhiễm độc rồi, anh chớ có uống vào. Thật sao? Nước có độc nên anh mới đau bụng sao? Đúng thế, không ai dám uống nên cái vũng nước này nó mới còn, chứ không thì sao mình ngu thế chứ? Chỉ tại khát quá đây mà. Tội nghiệp anh Quạ. May mà anh ấy uống trước, không thì mình cũng chung số phận với anh ấy rồi. Khó khăn lắm mới kiếm được nước uống, ngu gì mà chia sẻ cho nhà ngươi chứ. Thời tiết hôm nay đẹp quá, dậy đi kiếm ăn thôi. Đúng lúc đó lại có con mồi nằm ở đây thế này. Tuyệt quá. Anh Quạ, anh định ăn con chuột đấy à? Đương nhiên rồi, nó là của tôi mà. Tôi nghe nói con chuột này vì ăn phải bã mà chết. Anh chớ có ăn vào, kẻo lại trúng độc giống nó đấy. Hừ, tên này lại dùng chiêu này sao? Đừng hòng đánh lừa ta. Trúng độc ư? Làm sao anh biết? Tôi nghe mọi người kháo nhau thế. Anh thấy đấy, xác nó ở đây mấy ngày rồi, có ai thèm động vào đâu. Đừng ăn. Hừ, anh muốn lừa tôi để chiếm con chuột này chứ gì. Đừng có hòng. Ấy, đừng ăn mà. Tránh ra, đừng làm phiền tôi. Đúng là đồ đa nghi. Sức anh làm sao mà đánh nổi tôi chứ. Chỉ một cú đá của tôi thì anh đã văng xa mấy chục mét. Tôi làm gì phải lừa anh để tranh con mồi này chứ. Tôi ăn hết rồi, không phải nói nhiều. Hả? Ui da, sao thế này? Đau quá. Đau quá. Sao anh không tin tôi chứ? Đa nghi cho lắm vào. Cánh đồng hoa vàng. Thầy ơi, con mệt quá. Ngọn núi ấy còn xa không thầy? Chúng ta đi được nửa ngày đường rồi. Cố lên, là một pháp sư, con phải học được đức tính kiên nhẫn. Thầy ơi, con đau quá. Con vẫn chưa sửa được tính hấp tấp vội vàng. Đi đứng phải cẩn thận chứ. Thầy ơi, hình như con bị trẹo chân rồi. Chúng ta có phép thuật, có thể làm cho chân của con khỏi ngay mà. Không được lạm dụng phép thuật, nếu không sẽ có tác dụng ngược lại đấy. Con đang học làm pháp sư, càng phải học được sự kiên nhẫn. Thầy, hình như gốc cây đằng kia có một ngôi nhà nhỏ. Đến đó thôi, chúng ta xin ở lại vài hôm để con dưỡng thương. Chào hai thầy trò. Chị ông ơi, cho thầy trò chúng tôi nghỉ ở đây vài hôm được không? Khỉ con bị vấp ngã rất đau, cháu nó chưa thể đi xa ngay được. Khổ thân, có đau lắm không? Hai thầy trò cứ ở lại đây nhé, khi nào chân khỏi thì đi. Để tôi băng bó cho cháu nhé. Hoan hô, bánh thơm quá. Con cảm ơn cô ông vàng. Con cứ chăm chỉ ăn uống điều độ, tĩnh dưỡng là sẽ mau khỏi thôi. Bánh mật ong cô mới làm đấy. Chị ông này, bánh ngon như vậy chắc là đông khách lắm đúng không? Tiếc là không, tôi đã vất vả đi lấy mật ở tận cánh đồng hoa vàng xa nơi đây tận 10 dặm mới làm ra được loại bánh thơm ngon này. Thế mà không hiểu sao khách vẫn thưa thớt, chẳng bán được bao nhiêu. Tôi một mình thì không sao, chỉ lo cho lũ con ngày một lớn. Sao con trầm tư vậy? Con còn đau chân không? Con đỡ nhiều rồi thầy ơi. Thầy ơi, trước khi đi, chúng ta có thể hóa phép ra thật nhiều tiền bạc để tặng cho cô ông được không ạ? Cô ấy sẽ không phải vất vả đi kiếm mật ở xa nữa. Không thể được. Phép thuật không sinh ra để sử dụng một cách bừa bãi như vậy. Con đi nghỉ sớm đi. Vài hôm nữa chúng ta sẽ lên đường. Tại sao ạ? Chúng ta dùng phép thuật để giúp đỡ người khác cơ mà. Thôi kệ, mình cứ bí mật làm. Thầy làm sao mà biết được? Ha ha, đây rồi, cuốn sách của thầy. Thầy không bao giờ cho mình động vào và bảo có những ma thuật cực kỳ hắc ám. Không sao, chỉ cần bắt chước là được. Mình học rất nhanh mà. Đây rồi, cách tạo ra chai nước giàu có. Chỉ cần uống chai nước này sẽ trở thành người giàu có ngay lập tức. Để tạo ra được hũ giàu có nguyên chất cần rễ cây đậu tán nhỏ, 2 cành bạc hà, một ít gió bắc, một ít cát dưới đại dương sâu nhất. Trời ơi, lấy đâu ra? Thôi kệ. 10 vòng theo chiều kim đồng hồ, rồi lại một vòng ngược kim đồng hồ. À! Con thấy trong người sao rồi? Nhà kho bỗng dưng bốc cháy. Thầy lo quá nên phải làm mưa xuống để cứu con ra đấy. May mà con không sao. Thầy ơi, con xin lỗi. Con đã lấy trộm cuốn sách ma thuật của thầy mà không xin phép. Con chỉ định hóa ra thật nhiều tiền tặng cho cô ông vàng nên đã thử làm một chai nước giàu có. Cuốn sách cháy rồi phải không thầy? Cuốn sách ấy cháy thầy không tiếc, vì những gì ghi trong đó sẽ gây hại đến tất cả chúng ta. Con xem, nếu ai cũng muốn làm phép thuật để trở nên giàu có mà không lao động thì cuộc sống sẽ như thế nào? Chưa kể, nếu làm phép không đến nơi đến chốn sẽ rất nguy hiểm con à. Thầy muốn con hiểu rằng không phải thứ gì cũng tự dưng mà có. Muốn có được tiền bạc, thức ăn, chúng ta phải lao động bằng chính sức lực của mình. Chúng ta hãy giúp cô ông bằng cách khác con nhé. Hai thầy trò ơi, nghỉ tay uống nước đã nào. Tôi đã pha một bình trà mát lạnh, ngon lắm. Hai thầy trò vất vả quá, nắng nôi thế này mà vẫn giúp tôi gieo hạt trồng hoa. Tôi rất cảm kích. Đó là niềm vui của chúng tôi mà. Chị đừng lo, coi như là tấm lòng của chúng tôi tặng cho chị, vì đã cưu mang hai thầy trò tôi suốt mấy ngày qua. Thầy ơi, vậy là khi nào chúng ta trở về, cánh đồng hoa này sẽ tươi tốt chứ ạ? Đây là loại hạt mầm rất tốt mà tôi đã tuyển chọn. Chúng tôi hy vọng rằng cánh đồng này sẽ giúp cô khỏi phải vất vả đi lấy mật ở xa nữa. Công việc làm ăn của cô sẽ thuận lợi hơn. Cảm ơn hai thầy trò rất nhiều. Thấm thoát mà đã 3 tháng rồi thầy nhỉ? Ôi thơm quá thầy ơi, hương hoa gì thơm quá. Thầy ơi, liệu có phải... Đúng đó con à. Đây chính là cánh đồng hoa mà chúng ta đã gieo cho cô ông. Những hạt hoa đã theo gió bay khắp nơi để mọc thành những cánh đồng rực rỡ thế này đấy. Tuyệt quá! Thầy trò mình qua thăm cô ông đi thầy ơi! Thầy Chu Tê. Ồ, giỏi quá! Siêu thật! Đó chỉ là một trong những chiêu đơn giản nhất để sinh tồn mà thôi. Hãy nhận chúng con làm đồ đệ. Chúng con xin được theo thầy để học võ. Hai con hãy mau đứng lên đi. Nếu mà thầy không nhận lời, chúng con nhất định không đứng lên đâu. Thôi được, ta đồng ý. Chúng con cảm ơn thầy. Con mèo đó có gì mà ghê gớm thế chứ? Thầy cơ đấy. Tính ra thì tài nghệ của nó có khi chỉ bằng cái móng tay của ta. Nhưng mà kể ra được người khác gọi bằng thầy thì cũng oai thật đấy. Người như mình mới xứng được gọi bằng thầy, được nhận đệ tử chứ. Ôi chao, trông thầy cáo kìa, ai phong làm sao? Ôi, thầy cứ để con. Hay quá, phải thế mới xứng tầm của ta chứ. Xem ra ta cũng phải thu nạp đồ đệ thôi. Nên lấy tên là gì nhỉ? Chẳng nhẽ lại gọi là thầy cáo. Không được, nghe nó quá tầm thường. Gì nhỉ? Thầy gì được nhỉ? Phải rồi, phải lấy nghệ danh là thầy Chu Tê, nghe cho nó hay. Chu Tê nghĩa là chúa tể. Cái tên này sinh ra nghe cứ như là để cho mình vậy. Ôi, thân thủ phi phàm, sức khỏe phi thường, lại còn trí thông minh vượt bậc nữa chứ. Phải về xin mẹ cho đi học thôi. Hay quá, thằng nhỏ nhà tôi dạo này mãi chơi lắm. Cho theo học lớp này tốt quá. Đúng vậy đó, tôi cũng phải gửi hai đứa nhà tôi theo học thầy Chu Tê mới được. Đẹp rồi đây. Kính chào thầy Chu Tê. Tốt lắm, thầy Chu Tê ta là người võ nghệ cao cường, thông minh lanh lợi nhất cánh rừng này. Các đệ tử gặp được ta là may mắn lắm đấy. Chúng đệ tử xin thầy chỉ bảo ạ. Muốn học được hết võ nghệ của ta, các đệ tử chắc phải mất 30 năm là ít. Còn muốn được thông minh lanh lợi như ta thì e rằng có học cả đời cũng chẳng được. Ở cánh rừng này, đến cả những loài mạnh như hổ hay sư tử cũng chẳng phải là đối thủ của ta nữa là. Nhưng thôi, trước tiên cứ khởi động đã nhé. Dạ. Giờ khởi động khớp chân khớp tay cho thật dẻo vào. Thầy đi kiếm cái gì bỏ bụng rồi quay lại đây dạy tiếp. Dạ. Kiếm gì bỏ bụng được nhỉ? Ôi! 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 Chết tôi rồi! May quá! Suýt chút nữa thì làm mồi ngon cho nó rồi. Nè! Nghe nói là hôm nay trong rừng khai giảng lớp học võ thì phải. Đúng rồi, thấy quảng cáo thầy dạy võ, tài nghệ cao cường lắm, lại túc trí đa môn nữa. Thân thủ phi phàm, sức khỏe phi thường, trí thông minh vượt bậc cơ mà. Mình bắt đầu nổi tiếng rồi đây. Nhưng mà không biết là ai mà giỏi thế nhỉ? Thật là ngưỡng mộ đó. Ừ, nghe đâu người đó tên là... À, Chu Tè hay sao ấy? Hả? Chu Tè á? Dám gọi ta là Chu Tè sao? Này, hai tên khỉ nhãi nhép kia, sao dám gọi ta là Chu Tè? Tên ta là Chu Tê. Hay như thế mà các mi dám. Nhớ đó, tên ta là thầy Chu Tê. Chu Tê nghĩa là chúa tể đó, nhớ lấy. Đây rồi, phen này thì chạy đâu cho thoát. Tên cáo hổm hỉnh, thùng rỗng kêu to kia, để xem thầy Chu Tê võ nghệ cao cường đến đâu nào. Tha cho tôi đi. Ôi, phen này mình tôi thật rồi. Nhìn kìa, thầy Chu Tê kìa. Sợ quá, tè ra cả quần. Đúng là thầy Chu Tè. Chu Tè. Túi nước mía. Cuối cùng thì đến nơi rồi. Xe tỉnh có khác, đi lâu ơi là lâu, khó chịu ghê. Nước mía đây, nước mía siêu mát đây. Cô ơi, nước mía ơi. Dạ, em tới liền. Anh uống nước mía à? Ừ, cho tôi một bịch. Uống nước mía nhà em, anh chỉ có mê tít thôi. Chà, nước mía ở đây có vị lạ thật, nhưng mà ngon. Hình như anh không phải là người ở đây. Ừ, lần đầu tiên tôi tới đây đó. Thế à? Người ở nơi khác chắc về đây có việc gì đó thôi. Trong lịch lãm học thức thế này chắc là nhiều tiền lắm. Cô ơi, cho tôi gửi tiền bịch nước mía. Dạ, 100.000 anh ạ. Gì cơ? 100.000? Vâng, 100.000. Có nhầm không cô? Một bịch nước mía thôi, mà những 100.000. Tôi tưởng chỉ 10.000 thôi chứ. Này, em nói với anh 10.000 khi nào? Đó là giá ở chỗ anh, còn ở chỗ em giá nó thế mà. Ai kêu anh trước khi mua không hỏi giá làm chi? Này cô, anh đã uống hết nước mía rồi. Thôi nhanh nhanh lên, để tôi còn đi bán hàng nữa. Đây, được chưa? Nhìn người cũng chân chất. Vậy mà. Trời ơi, sao tự nhiên lại mưa to thế cơ chứ? Ướt hết cả rồi. Ôi, ui da, đau quá. Ui da, chết rồi. Hình như mình gãy chân rồi, không nhấc lên nổi nữa nè. Hình như là... Làm sao bây giờ? Trời thì mưa, mình lại không mang theo điện thoại nữa. Biết gọi ai đưa về đây? Anh. Cô bị làm sao mà lại ngồi đây giữa trời mưa thế? Tôi bị ngã, gãy chân, chứ khi không ai rảnh ngồi đây. Tôi biết, tại bán nước mía mắc quá nên trời phạt đó. Anh. Thôi anh đi đi. Anh thấy tôi bị như vậy chắc là hả hê lắm hả? Cô đừng nghĩ ai cũng nhỏ mọn như mình. Thôi lên xe tôi đưa về. Ngồi đây dầm mưa coi chừng cảm lạnh đấy. Anh mà tốt vậy sao? Không tin hả? Vậy tôi đi trước nha. Ai tôi cũng biết hết. Ồ, thế thì tốt quá. Cảm ơn cô nhé. Không có gì. Tôi mới phải cảm ơn anh chứ. Xin lỗi anh nha. Chuyện ở bến xe... Thôi bỏ qua đi. Tôi quên rồi. Hay là để tôi đưa cô qua bệnh viện kiểm tra. Chứ chân cẳng thế này thì... Anh tốt quá. Tôi thật chẳng ra gì. Nghĩ mà xấu hổ. Tôi hứa sau này sẽ không... Ê, thôi được rồi. Đến bệnh viện nhé. Cảm ơn anh nhiều. Chiếc khăn choàng của mẹ. Hôm nay trở gió lạnh, con gái, con muốn ăn gì nào? Con thích ăn cháo trai mẹ ạ. Con thích nhất là cháo trai mẹ ơi. Ừ, ăn đi con. Tội nghiệp bà cụ, ăn mặc phong phanh thế kia. Đúng là cảnh già khổ thật. Chị làm ơn mua cho tôi tờ vé số. Tôi còn ế 5 tờ. Chị làm ơn mua giùm tôi. Vậy bà để cho con 5 tờ nhé. 5 tờ của chị nè. Cảm ơn chị. Không có gì. Tiền của bà đây ạ. Hai mẹ con thật tốt. Ôi, bé gái xinh quá cơ. Bỏ cháu ra, tay cụ bẩn quá. Lan, con không được phép nói với người lớn như vậy. Nhưng trong cụ ấy bẩn quá. Lan. Thôi chị à, cháu nó còn bé. Chị đừng mắng cháu tội nghiệp. Cảm ơn hai mẹ con. Tôi đi nha. À, ba ơi, đợi cháu chút. Trời hôm nay trở gió, lạnh lắm. Bà quàng tạm chiếc khăn này của cháu cho đỡ lạnh. Chị thật tốt, tôi cảm ơn. Chiếc khăn đó là chiếc khăn mẹ thích nhất tôi mà. Sao mẹ lại... Nếu vậy thì tôi không thể nhận chiếc khăn này được đâu. Cảm ơn lòng tốt của chị. Bà cũng biết cháu nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện mà. Cháu biếu bà chiếc khăn này để bà đỡ lạnh. Bà cứ nhận lấy đi. Vậy tôi cảm ơn. Chị thật tốt bụng. Nhất định sau này chị sẽ gặp được nhiều điều tốt đẹp. Tôi cảm ơn. Tôi về đây. Mẹ! Mẹ! Sao mẹ lại đưa cho cụ ấy chiếc khăn mà mẹ thích nhất chứ? Con gái, con có yêu mẹ không? Con không yêu mẹ thì con còn yêu ai? Vậy con thử nghĩ xem, nếu một ngày kia mẹ già đi, cũng đi bán vé số như cụ già kia, thì con nghĩ sao? Sao? Sao mẹ lại nói vậy? Con sẽ không bao giờ để mẹ đi bán vé số đâu. Cuộc sống không ai nói trước được điều gì con à. Nhưng con phải nhớ, nếu một ngày mẹ đi bán vé số như vậy, có phải con rất mong có người tốt với mẹ, không khinh bỉ hay xua đuổi mẹ đúng không? Mẹ, nếu có ai đó không tốt với mẹ, con sẽ rất buồn. Nếu con đối xử tốt với mọi người, nhất là người lớn tuổi, thì sau này mọi người cũng sẽ đối xử tốt với mẹ khi mẹ già. Con phải nhớ lấy, không được khinh thường những người nghèo khổ. Dạ, con hiểu rồi. Từ giờ con sẽ không như vậy nữa mẹ ạ. Nhớ lấy con nhé. Dạ, vâng ạ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.